xin chào mọi người cái video này là một cái video uh, về tư duy thì uh, mình có vài một vài cái suy nghĩ thì mình muốn lên đây chia sẻ cho bạn để bạn biết chuyện gì thực sự là cái quan trọng cho cuộc sống của bạn rõ ràng mình ngồi đây thì gọi là mình không có thích quảng cáo về mình nhưng gọi là mình phải nói về chút xíu về nó bởi vì để cho bạn bạn hiểu rõ mình hơn để bạn biết những gì mình chia sẻ nó cực kỳ quan trọng tới cái cuộc sống của bạn rõ ràng là mình đã về khu lúc 36 tuổi và năm nay mình được 43 tuổi mình là một người workaholic có nghĩa là mình chỉ biết làm 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 mình rất là thích làm OK, làm 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 làm. Nhưng đặt ra những câu hỏi tại sao bạn làm như vậy, OK? Thì uh, nhớ tất cả những cái thứ mà vừa rồi bạn va chạm tới với tới cái thời điểm ngay bây giờ, uh, cho là cho là một ví dụ là về xã hội, thì rõ ràng xã hội sẽ dạy dỗ bạn ăn gọi là học hành đúng không làm công ty này công ty nọ leo bậc thang lên đỉnh cao nhất có thể ceo này ceo nọ nhưng rất những cái thứ mà mình chia sẻ cho bạn thì nó hoàn toàn hàng ngược lại một 000 triệu phần trăm cái mà quan trọng nhất là bạn lấy lại được thời gian của chính mình có nghĩa là bạn có được tự do tài chính sau đó bạn làm cái thứ gì bạn muốn làm với cái cuộc đời còn lại của bạn cho là một ví dụ giống như ngày hôm nay bạn muốn đi bơi, ok ở Nha Trang thì bạn cứ đi bơi Nha Trang. Ngày mai bạn muốn đi qua bên Bali thì bạn đi qua bên Bali, Chăm hết. Thì mình nghĩ cái đó là cái quan trọng, cái đó là cái bạn theo đuổi chứ không phải ngồi văn phòng điều với khách hàng, uh, quản lý nhân viên những cái thứ vớ vẩn như vậy nó là rác rưởi nha sau khi bạn uh, có những người người ta sẽ không thất giấc cái câu chuyện đó mà người ta tiếp tục đi cái câu chuyện mà leo leo cầu thang lên đỉnh cao của của xã hội cái đó thực sự không phải là cái bạn mong muốn và mình nói với cái tính cách là mình là một người CEO của một công ty riêng chính mình về hưu lúc 36 tuổi. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật mình vẫn ngồi mới nhảy vô văn phòng được được 2 tiếng để chủ yếu là nghiên cứu những cái đồng để đầu tư dài hạn cho anh em okay. nhưng cái chuẩn bị tới đây nó sẽ có rất là nhiều sự sắp xếp để mình muốn dẫn dắt bạn mình muốn chia sẻ cho bạn làm sao mà có được tự do tài chính cộng thêm bạn có được thời gian để tận hưởng cái cuộc đời của bạn. Bạn vẫn có thể đi câu cá và vẫn làm giàu. Bạn vẫn có thể đi đi bơi, đúng không? Bơi ngoài biển, ngoài đảo. Dẫn gia đình đi bơi. Đi ngắm những đồi thông. Đi cắm trại. Đi du lịch. Mà vẫn có được tự do tài chính. Thì cái đó mới là cái mục tiêu. Chứ không phải là phải nhốt mình vô những cái phòng để giao dịch, đúng không? Mua bán, mua bán, vân 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 Để chốt đơn mới có được tự do tài chính. Ok. Cái đó là ngắn hạn. Nhà ngắn hạn. Cái đó là gọi là... Cái đó là... Rõ ràng cho những cái... Cái ngày tới đây thì nó khá là quan trọng. Nhưng tới khi mà khoảng hè, ngày mấy đứa nhỏ nó nghỉ hè, thì mình nghĩ là mình sẽ hoàn tất xong những cái công việc đó Là uh, cho bạn những cái sắp đặt Cũng giống như cho cái nhóm đầu tư dài hạn Để chuẩn bị tới đây nó nhân cái tài khoản bạn lên từ 5x cho tới 50x Ok Thì đó là cho những người đã có tài chính chút chút để drop vô để nhân lên 50x như vậy Còn những người mà chưa có một đồng xu dính túi Thì rõ ràng là ngay bây giờ bạn phải bạn buộc bạn phải cày bằng cày cho nó ra đồng tiền để bạn đem nó vô cái thị trường. Sau đó bạn đi nghỉ dưỡng Thì cái lời chia sẻ nó là Không phải những gì nó đã cấy vô trong bộ não bạn Ông này bà nọ ờ, Ông giám đốc này Ông giám đốc kia ờ, Làm cho công ty này Làm cho công ty kia Tất cả những cái title Gọi là những cái tên tuổi đó Nó cũng như không Nó cũng là nó là rác Nó là rác nghe nó là rác cái quan trọng là bạn lấy lại được thời gian cho chính bản thân và bạn làm bất cứ cái thứ gì bạn muốn làm với cuộc đời của bạn ngày hôm nay bạn dậy 3 giờ chiều bạn muốn uống cà phê sau đó bạn muốn chạy bộ hay là bạn muốn đi ngắm thông hay là bạn muốn dành thời gian đó cho gia đình ăn một buổi tối thì bạn làm cái điều đó và bạn cứ suy nghĩ bạn cái cuộc đời còn lại á, bạn làm những cái điều đó những cái thứ bạn muốn những cái thứ mà những người ông ceo bà này ông này bà nọ còn không làm được bởi vì sao người ta quá bận rộn nghe người ta quá bận rộn với cái công việc của người ta thì mình đang gọi là rõ ràng cung cấp tài liệu giá, giá trị thông tin để bạn dẫn dắt bạn tới được cái cuộc sống như vậy nhưng giai đoạn ngắn hạn tới đây thì mình sẽ đẩy rất mạnh để cho bạn có được như vậy còn những người nào mà chưa có tài chính thì bạn ra ngoài xã hội đi cày như một con chó đi làm năm chục việc đi đúng không để ra cái đồng tiền để đem đi đầu tư chỉ có đầu tư nó giúp bạn có được tự do tài chính còn tất cả những cái thứ khác thì chỉ là cơ áo cạo tiền nó sẽ giúp bạn nó gọi nó sẽ xích bạn với cái cuộc sống của bạn quá quen thuộc nó xích bạn lại như vậy thì bạn chỉ có chết 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 và lên thì nó là vậy kết okay. Thì Đừng có quan trọng những cái thứ mà nó đã cấy Cấy vô não bộ của bạn Cũng giống như là vật chất Nhiều quá Tên tuổi ông này bà nọ Ok Nhà lầu xe hơi Ok nhà, nhà lầu xe hơi Ok Gọi là cái vật chất Đủ thôi Ok rõ ràng là Đủ có nghĩa là Ok bạn có được tự do chính đủ Ok Có những người đủ thì người ta phải cần tới 500 triệu đô la lận Có những người đủ thì và có những người người ta có 500 triệu người ta người ta muốn nó người ta vẫn chưa nghĩ là người ta đủ ok có những người người ta chỉ cần một triệu đô la thôi là đủ có những người người ta còn ít hơn là đủ ok đủ là đủ phật dạy đủ là đủ đừng có tham quá đủ là đủ miễn sao cái cuộc sống của mình nó không thiếu thốn bất cứ một cái thứ gì là đủ rồi thì nó là vậy nó là vậy và dành nhiều thời gian hơn để trải nghiệm khám phá cái trái đất này đúng không À, tới hòn đảo kia tới hòn đảo nọ lái xe đạp xuyên một cái nước như vậy lái xe ông đa đi nhảy dù đúng không nhảy từ máy bay nhảy xuống đi leo núi đi tắm biển đi lặng ở dưới biển đi khám phá chứ không phải là những cái vật chất mà hôm nay là mình mang cái sợi dây nịt 1.000 đô thì ngày mai mình muốn mang cái sự dây nịt 5.000 đô. Cái đó không phải là cuộc sống. Chứ hôm nay là mình là 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 người quản lý ngày mai mình muốn trở thành CEO. Cái đó không phải là cuộc sống. Cái đó là rõ ràng nhớ. Cái đó không phải. những cái cách của mình đang chia sẻ cho bạn nó tốt hơn ngàn triệu lần như vậy. Có những người ông người, những người ngoài xã hội ngay bây giờ rõ ràng bác sĩ kỹ sư. Đúng không? Đã bỏ bao nhiêu năm ăn học. Đi làm cu ly vừa rồi, bán thời gian cho đồng tiền thì ngay bây giờ cập nhật tín hiệu của mình để chút đơn. Để đầu tư dài hạn, có tư duy dài hạn hơn chút xíu. Để tài khoản nhân lên từ 5x cho tới 50x trong những cái tháng tới đây. Và không làm gì vậy, không làm gì hết chỉ có mua chỉ có mua bởi vì người ta tài chính người ta có rồi người ta chỉ có mua bỏ vô vi lạnh chấm hết và đợi 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 cái ngày thu gom nó dễ dàng hơn nhiều. Thì cái đóng tắt lại á mình muốn chia sẻ là làm sao làm ra được tài chính mà thời gian có được nhiều hơn để tận hưởng cái cuộc đời của bạn thì cái đó là cái mình đang chia sẻ. Cho những người nào quan tâm, cho những người nào mà à, đây là lần đầu tiên bạn va chạm với cái video này thì bạn quay lại những cái phát trực tuyến để coi để nó thấm để bạn biết chuyện gì đang cái 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 mà nó dẫn dắt bạn có được tự do tài chính trong những cái tháng và những cái năm tới đây á, là cái gì sau khi coi nó có một kiến thức cơ bản thì mới có lòng tin trong một cái xã hội mà không biết tin ai là ai đúng không thì bạn phải xác xác thực thật, xác thực xác thực bỏ thời gian ra lên trên nền tảng tiên academy youtube để coi những cái phát triển tiến vừa rồi Ok À, mình vẫn nghe mình à, ngày mai là thứ hai à, đâu khoảng có một tháng hơn nữa là mấy đứa nhỏ được nghỉ và mình sẽ dùng cái thời gian được nó được nghỉ đó đó mình sẽ lăn lộn ở ngoài xã hội nhiều nha gọi là đi đây đi đó rất nhiều nhưng từ đây tới một tháng trời như vậy thì mình sẽ đẩy rất mạnh tập trung rất nhiều Ok để cái chuẩn bị tháng tới cái cái tháng chuẩn bị uh, hè tới đúng không Mình đi hết du lịch tháng trời luôn đi hết chuẩn đi chừng nào mệt thì thôi okay. đi hết cái uh, có thể là góc cạnh của châu Á thì nó là vậy ghép okay. uh, nhưng trước khi đi như vậy thì rõ ràng là những cái ngày tới đây thì mình sẽ đẩy rất mạnh cho bạn để có tất cả những cái sự sắp xếp uh, uh, về mặt tài chính của bạn đúng không để bạn đầu tư vô cái này đọc từ vô cái kia Ok, ờ à, ra những cái tín hiệu spot để bạn nhân cái tài khoản của bạn lên. Và rõ ràng tới đây thì bạn cũng biết là cái Bitcoin halving là ngày 20 tháng 4. Còn 13 ngày nữa chứ bao nhiêu? 2 tuần nữa. 2 tuần kế tiếp mà bạn tập trung thì bạn cũng có thể nhân cái tài khoản của bạn chơi spot lên rất nhiều. Để bạn có tiền để đi du lịch trong những cái tháng tới đây. Đi du lịch 1 tháng trời, 2 tuần trời, 3 tuần trời, 5 tuần trời. Khám phá mình sống Chúng ta sống để được trải nghiệm Để được trải nghiệm Chứ không phải chúng ta sống Để chúng ta sống Để chúng ta mang được đôi dép 2.000 đô Không phải chúng ta sống Để tôi chúng ta mặc được cái áo 10.000 đô Một bộ vest 10.000 đô Cái đó không phải sống Chúng ta sống để được trải nghiệm thì mình sẽ cố gắng để bạn có được cái tài chữ tài chính như vậy để bạn trải nghiệm vậy thôi à, xin phép kết thúc cái cái video này và mình dành cái thời gian còn lại của ngày chủ nhật để tận hưởng bắt đầu thứ hai đây 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 một ngày mười mấy tiếng hai tuần kế tiếp rồi mình tính tiếp vậy thôi xin chào mọi người